Tâm chẳng thực, miệng nói có mà tâm chẳng có. Trí độ luận nói rằng chúng sinh thế gian, người thiện hảo thì ít, kẻ tệ ác thì nhiều. Có người tuy làm điều thiện nhưng lại nghèo hèn bỉ lậu. Có người tuy giàu sang ngay ngắn nhưng lại làm điều bất thiện. Có người thích bố thí nhưng thiếu của cải. Có người giàu có của cải nhưng bủn xỉn tham lam, tự làm hại mình. Có khi thấy vẻ im lặng không nói thì cho là kiêu căng tự cao, chẳng nhún mình để tiếp xúc với vật. Có khi thấy người nhún mình tiếp dẫn ơn huệ ban khắp thì lại cho là lừa phỉnh nịnh bợ. Có khi thấy khéo nói giỏi bàn thì lại cho là cậy trí mọn này mà kiêu mạn. Có khi thấy người chân pháp thẳng thắn không giả dối thì liền cùng nhau lừa gạt trêu chọc, cho người ấy là si độn mà lăng nhục. Có khi thấy người điều thiện nhu nhuyễn thì cạo xúm lại đá đạp chửi bới. Nếu thấy ai trì giới tu hành thì bảo sự tu hành ấy là giả dối lập dị, rồi khinh rẻ chẳng kính. Chúng sinh có 10 loại tệ ác như vậy, thường khó giáo hóa. Vì hạng này khó thể giáo hóa cho nên xin được trì kinh ở nước khác. Trong kinh Pháp Cổ, Ca Diếp bạch rằng: Bạch Thế Tôn, tôi cuối cùng chẳng thể nhiếp thụ được kẻ ác. Tôi thả lấy đôi vai mà cõng núi tu di tới 100.000 kiếp, chẳng thể nhịn nổi khi nghe âm thanh phi pháp của kẻ ác phạm giới, diệt pháp báng pháp, làm như bần pháp. Bạch Thế Tôn, tôi thả thuộc kẻ khác, làm tôi tớ cho kẻ khác, chứ chẳng thể chịu nổi khi nghe âm thanh phi pháp phạm giới, chống pháp, trái pháp, hoại pháp của kẻ ác đó. Bạch Thế Tôn, tôi thả đội cả đại địa núi biển trải 100.000 kiếp, chứ chẳng thể chịu nổi khi nghe âm thanh phi pháp phạm giới, diệt pháp, tự cao bới xấu người khác của kẻ ác đó. Bạch Thế Tôn, tôi thả vĩnh viễn bị đuôi điếc câm ngọng, chứ chẳng thể chịu nổi khi nghe âm thanh phi pháp hủy phạm tịnh giới, vì lợi xuất gia thụ tha tín thí của kẻ ác đó. Bạch Thế Tôn, tôi thả xả thân chóng bát niết bàn, chứ chẳng thể chịu nổi khi nghe âm thanh phi pháp của kẻ ác kia hủy phạm tịnh giới, la thanh chi hành, mà thân thì làm điều xiểm nịnh quắt quéo, miệng thì nói điều hư vọng, các điều ác như vậy. Cho nên hạng thanh văn này chẳng muốn chỉ kinh Pháp Hoa ở đây. Kinh văn: Bấy giờ dì ruột của Phật tới, mắt chẳng tạm xả, tán rằng. Dưới là đoạn thứ 3 nói về ni chúng xin chỉ kinh, có 2 phần. Phần đầu là thụ ký, phần sau là chỉ kinh. Phần đầu này lại có 2 phần. Đầu tiên là 2 loại đắc ký, sau đó là 2 loại hỷ lĩnh. Phần đầu này lại có 2 phần. Một đầu tiên là mẹ, hai sau đó là vợ. Trong phần đầu này lại có 2 phần. Một đầu tiên là thỉnh, hai sau đó là ký. Đây là phần đầu. Vì là tiểu mẫu của Phật ngang hàng với mẹ nên gọi là gì? Kinh văn: Bấy giờ Thế Tôn tới Tam Bồ Đề ký ư, tán rằng. Dưới đây là ký, có 2 phần. Một đầu là hỏi, hai sau là thụ ký. Đây là phần đầu. Tiếng phạm kiều đáp ma, phương đây dịch nghĩa là nhật trá trùng, cũng là cam giá trùng, là từ thuộc giống đực, là họ gốc của họ Thích Ca của Phật. Này nói là kiều đáp di, chỉ nữ trong nhật trá cam giá trùng, đó là mẹ Phật, cho nên dùng đuôi di, chỉ từ thuộc giống cái. Có chỗ phiên âm lầm là kiều đàm di. Nếu hủy báng thì dịch nghĩa là nê thổ trùng, giống bùn đất, nghiêu phần trùng, giống phân bò, cho nên gọi là di. Còn cụ đàm là họ. Nói rộng nghĩa từ này ra thì như Tây Phước Ký. Kinh văn: Kiều đàm di tới đều là pháp sư, tán rằng. Dưới đây là ký. Trong đó đầu tiên nêu lên điều đã thuyết và thụ nhân ký, sau đó là thụ quả ký. Đây là phần đầu. Kinh văn: Người như vậy dần dần tới Tam Bồ Đề, tán rằng. Đây là chính thức, là ký quả, đầu là gì Phật, sau đó là chuyển ký. Kinh văn: Bấy giờ mẹ La Hổ La tới, riêng chẳng nói tên tôi, tán rằng. Dưới là vợ, khi Phật còn là thái tử. Có 2 ý, đầu là niệm tưởng nhớ, sau là ký, đây là ý đầu. Kinh văn: Phật bảo tới A Tăng kỳ kiếp, tán rằng. Đây là ký, trong đó đầu tiên là nhân, sau đó là quả, trong quả đầu là thể, sau là thọ. Kinh văn: Bấy giờ tới tâm an vui đầy đủ, tán rằng. Đây là 2 loại hỷ lĩnh, phần đầu là trường hàng, phần sau là tụ. Kinh văn: Các tỳ kheo ni tới tuyên truyền rộng kinh này, tán rằng. Đây là mục 2 chỉ kinh. Kinh văn: Bấy giờ Thế Tôn tới Mahātát, tán rằng. Dưới là đoạn thứ 3 nói về việc Phật chiếu cố 80 vạn ước Na-do-tha Bồ-Tát trì, trong có 2 phần.
phần đầu Phật nhìn, phần sau xin trì. Đây là phần đầu, lấy thân gia bị phát khởi chúng tâm khiến họ trì kinh, vì vậy mà Phật nhìn họ. Cho nên trong luận vốn gọi phẩm này là phẩm khuyến trì, vì Phật lấy thân mình mà khuyến khích vậy. Kinh văn: các Bồ Tát này tới chúng ta nên thế nào? Tán rằng dưới là Bồ Tát xin trì. Trường hàng có 3 phần: 1. Tán đức, tán thán công đức; 2. Niệm thỉnh, trong tâm nghĩ xin trì; 3. Ngôn thỉnh, xin bằng lời lẽ. Đây là hai phần đầu. Trong phần tán đức, đầu tiên là vị thứ A Duy Việt Trí, đây dịch là bất thoái, từ bát địa trở lên, sau đó là đức đã thành, đó là đoạn từ chuyển pháp luân trở xuống. Tâm niệm thỉnh có hai ý, cứ theo như kinh văn có thể biết được. Kinh văn: bấy giờ các Bồ Tát tới xa xa thấy thủ hộ, tán rằng đây là ngôn thỉnh. Trong đó phần đầu là xin trì, tóm được có 7 hạnh, không có 3 hạnh thí tha, thính văn và cúng giảng, vì dễ nên lược đi. Phần sau là thỉnh Phật thủ hộ. Kinh văn: tức thì các Bồ Tát tới chúng con sẽ thuyết rộng, tán rằng dưới có 20 tụng chia làm 3 phần. Một tụng đầu nêu ra việc sẽ thuyết kinh này, 18 tụng sau giải thích về sẽ nhẫn thụ. Một tụng cuối kết luận bằng lời thề, đây là phần đầu. Kinh văn: có những người vô trí tới chúng con đều sẽ nhẫn. Tán rằng dưới là 18 tụng giải thích về sẽ nhẫn thụ, trong đó chia làm 2. Phần đầu 16 tụng hành nhẫn trì, thực hành nhẫn thụ trong khi trì kinh. Phần sau khuyến thuyết trì, khuyến khích thuyết pháp để trì kinh. Văn phần đầu có 4 phần. Một tụng đà mạ nhẫn, dù bị đánh mắng cũng nhẫn thụ. 9 tụng rưỡi mạng báng nhẫn, dù bị khinh mạng phỉ báng cũng nhẫn thụ. 3 tụng hủy nhục nhẫn, dù bị nói xấu lăng nhục cũng nhẫn thụ. 2 tụng rưỡi tẫn mặc nhẫn, dù bị xua đuổi cũng nhẫn thụ. Đây là phần đầu. Chữ đọc là mạ, chữ đọc là lị, lị cũng là mạ. Này giải thích, dù ác ngôn với ai thì gọi là mạ, mắng phỉ báng nguyền rủa thì gọi là lị, chửi bới rủa xả. Kinh văn: tỳ kheo trong đời ác tới tâm ngã mạn đầy rẫy, tán rằng dưới là 9 tụng rưỡi nói về mạn báng nhẫn có 3 phần. Một tụng nêu mạn tướng, 7 tụng phỉ báng nhẫn. Một tụng rưỡi kết thành nhẫn, đây là phần đầu. Tà trí cho nên thế trí biện thông, xiềng khúc xiềng nịnh quát quéo cho nên khen ngợi tán dương công việc của người cùng bè đảng. Tướng của hai thứ mạn còn lại thì có thể biết được. Kinh văn: hoặc có a luyện nhã tới như lục thông la hán, tán rằng dưới là 7 tụng nói về phỉ báng nhẫn, trong đó có 4 phần. 1. 2 tụng nêu rõ kẻ ác. 2. 1 tụng nói rõ giả hành, hành vi giả dối. 3. 2 tụng phỉ báng hành, hành vi phỉ báng. 4. 2 tụng thuyết ác hành, tiếng phạm A Luyện Nhã ở phương Đây gọi là nhàn tịch xứ, trốn thanh nhàn vắng lặng, cách thôn làng một câu lô xá, tức hơn 600 bước. Kinh văn: người này mang lòng ác tới thích bới lỗi chúng ta, tán rằng đây là thuyết minh về giả hành. Kinh văn: mà nói lời như vậy tới phân biệt thuyết kinh này, tán rằng đây là phỉ báng hành. Kinh văn: thường tại giữa đại chúng tới thuyết nghị luận ngoại đạo, tán rằng đây là thuyết ác hành. Chữ đọc là phỉ cũng nghĩa như chữ báng. Sách Ngọc Thiên nói chữ này đọc là phỉ, còn chữ đọc là báng. Sách này giải thích chữ phỉ có nghĩa như chữ hủy, chữ tử có nghĩa là chê bai, dẹp biểu, báng bổ, nói xấu trước người khác. Kinh văn: chúng con vì kính Phật tới đều sẽ nhẫn thụ đó, tán rằng đây là kết thành nhẫn. Kinh văn: trong trực kiếp ác thế tới hộ trì điều Phật dạy, tán rằng dưới là 3 tụng nói về hủy nhục nhẫn có 3 phần. Một tụng sự phải nhẫn, một tụng ý nhẫn nhục, một tụng kết hộ trì. Chữ đọc là khải, có nghĩa là giáp. Kinh văn: Thế Tôn tự nên biết tới đều nên nhẫn sự này, tán rằng đây là tẫn mặc nhẫn vì kinh này, cho nên dù họ có xua đuổi ta, ta cũng nên nhẫn chịu. Chữ tẫn có nghĩa là xua đuổi. Kinh văn: các xóm làng thành ấp tới nguyện Phật trụ yên ổn, tán rằng đây là hai tụng nói về khuyến thuyết trì. Kinh văn: còn ở trước Thế Tôn tới phải tự biết lòng tôi, tán rằng đây là kết thệ. Phẩm an lạc hạnh, 3 môn phân biệt: 1. Nói rõ dụng ý, 2. Giải thích tên phẩm, 3. Giải đáp thắc mắc. 1. Nói rõ dụng ý có 5 ý. 1. Trong 3 loại lưu thông của khoa đầu, 4 phẩm trên là tán trọng lưu thông.
bảy phẩm dưới là học hành lưu thông, chính hạnh trợ hạnh. Học hoằng kinh này khiến kinh không bị tổn hại. Tuy đã tán trọng nếu chẳng thuyết về hành của sở học năng hành hoằng kinh, thì thời mà thế nhiều nạn thường sinh tổn hại chẳng thể hoằng thông, cho nên thuyết bảy phẩm học hành lưu thông. 1. An lạc hạnh. 5. Tùy hỷ công đức. 2. Dũng xuất. 3. Thọ lượng. 4. Phân biệt công đức. 6. Pháp sư công đức. 7. Thường bất khinh. Trong đó phẩm an lạc hạnh nói về hành của sở học hoằng kinh, 6 phẩm gồm dũng xuất vân vân nói về người năng hành trì kinh, người do pháp mà thành đức, pháp nhờ người mà hoằng tuyên. Nếu không có hành sở học thì người đó do đâu mà lập đức được? Cho nên phẩm an lạc hạnh là hành sở học. Nếu không có người năng hành thì pháp ấy không có nhân mà truyền bá rộng. Cho nên các phẩm dũng xuất vân vân là nói về người năng hành. Vì thế sau phẩm trước thì tiếp theo là phẩm này. 2. 19 phẩm qua sau là chính tông. Trong đó có 3 phần. 12 phẩm đầu thuyết minh về cảnh nhất thừa xong thì đến 2 phẩm dưới đó thuyết minh về hạnh nhất thừa. Phẩm an lạc hạnh này thuyết minh về hạnh sở hành. Phẩm dũng xuất sau đó thuyết minh về người năng hành. Cho nên thứ đến là 2 phẩm này. 3. Trong việc trừ bỏ 7 thứ nhiễm mạng thì loại thứ 6 là loại tập công đức nhân, người gom công đức. Đó là chỉ người có công đức thuyết pháp đại thừa nhưng lại chấp thủ tăng thượng mạng phi đại thừa. Phật đã vì loại này mà nói về chuyện lấy ngọc minh châu trong búi tóc cho người đó. Người cầu quả tăng thừa thì gọi là tập công đức nhân. Xưa tuy tổng tướng là thuyết đại thừa nhưng tâm người đó chưa quyết định thoái lui, hướng theo nhất thừa mà vẫn hiếu thắng, chấp thủ những thứ chẳng phải là đại thừa. Công đức thuyết pháp nhỏ nên Phật chỉ ban cho các thứ khác. Còn như ngày nay thì đã phát tâm quyết định ưa thích đại thừa, lập công đã lớn, cho nên cởi hạt minh châu mà cho người đó. Luận rằng, loại người thứ 6 này thuyết pháp đại thừa thì đem nhất thừa của pháp môn này mà trao cho họ, để khiến thị thừa cũng được hạnh mãn giống như thập địa. Ngày nay Như Lai bí mật giải thích cho, giống như cởi hạt minh châu mà ban cho, phẩm này thuyết minh về điều đó, cho nên cần có phẩm này. 4. Luận giải thích về loại vô thượng thứ 10, chỉ lực trong 7 lực. Đó là các phẩm pháp sư an lạc hạnh và phẩm trì. An lạc hạnh này là hạnh sở trì. Phẩm trì trước đã nói rõ năng trì, ắt phải có hạnh của sở trì, cho nên có phẩm này. Đó là đoạn văn về tứ an lạc hạnh. Đây là văn tàn vì Minh Châu nói trên là hậu văn. 5. Luận nói thứ 6 là thị hiện thuyết vô thượng, cho nên nói về việc lấy hạt Minh Châu trong búi tóc ra mà cho. Vì việc ban cho pháp này cũng ví như cho hạt châu. Vì pháp sở thuyết là vô thượng, tuy loại văn khác nhau nhưng đều nói về hạt châu cả. Đây là nghĩa tản của phần trước, cho nên mới có phẩm này. 2. Giải thích tên phẩm, liền nơi nguy hiểm hãi hùng thì gọi là an, thân tâm đều thích thì gọi là lạc. Uy nghi đáng nói, năng có phép, tâm trừ được thói xiểm mạn, chỉ chứa phẩm chất từ bi, duyên luôn chẳng dứt thì gọi là hạnh. An lạc là quả và hạnh nghĩa là nhân. Hạnh an lạc là dựa vào chủ thể mà giải thích. Nếu lúc tu nhân liệt được các sự nguy hiểm hãi hùng, thân tâm vui thích thì gọi là an lạc hạnh, tức là chỉ nghiệp mà giải thích. Chữ có hai âm, đọc là chữ hành hay hạnh. Tu hành theo các hạnh trong kinh này thì được an lạc. 3. Giải đáp thắc mắc. Hỏi, phẩm này cũng thuyết minh về sự kiện cởi bảo châu mà cho, cớ sao không lấy đó mà đặt tên cho phẩm? Đáp, vì đó là nhân thuyết minh về thắng hạnh và tán thán công đức thắng trội của kinh này, chứ chẳng phải là muốn đối cơ chính thức thuyết minh về sự kiện bảo châu. Cho nên chỉ lấy an lạc hạnh mà đặt làm tên phẩm. Kinh văn, bấy giờ tới thuyết được kinh này, tán rằng đại văn của phẩm này chia làm hai phần, đầu là khải thỉnh, sau là khai thị. Phần đầu này có hai phần, đầu là tán dương, pháp hy hữu hiếm có, sau là thỉnh thuyết nghi quỹ. Làm sao để đời sau thuyết kinh này mà không bị trở ngại? Kinh văn, Phật bảo tới an trụ tứ pháp, tán rằng dưới là khai thị có hai phần. Phần đầu bách bảo về cá nhân đã hỏi, an lạc tứ hạnh. Phần sau 21 tụng rưỡi ở cuối phẩm, nhân tiện bảo chung về quả, tướng của an lạc. Đó là đoạn từ người đọc tụng kinh này thường không có ưu não trở xuống. Phần đầu Phật bảo có 3 mục, 1 tiêu đáp, 2 hiển đáp, 3 kết đáp. Sau đó nói rõ về quả an lạc, tụng tiếp theo phần trước, cùng một tụng rưỡi, đó là đoạn từ sau khi ta diệt độ trở xuống, đó tức là văn phần đầu.
Về tứ pháp gồm 4 đoạn văn ở dưới đều có trường hàng và kệ. Mỗi đoạn nói về một hạnh gồm 1. Chính thân hạnh, 2. Chính ngữ hạnh, 3. Ý lìa chư ác tự lợi hạnh, 4. Tâm tu chư thiện lợi tha hạnh. Nhờ 4 hạnh này mà thu nhiếp hết mọi hạnh, nhờ chất trưởng cho nên mọi ác đều lìa, hạnh tự lợi được viên mãn. Do tử bi cho nên mọi thiện đều sinh, hạnh lợi tha được viên mãn. Kinh xét theo sự thắng trội mà nói thứ ba là chất trực, thứ tư là bi, thực ra đều thông cả. Căn cứ vào kinh văn ở dưới thì trong đoạn đầu nói về thân hạnh cũng đã thuyết minh về tâm hạnh rồi. Lúc giáo hạnh, tâm ấy an trụ ở môn không và hữu, do trụ ở hai môn ấy lấy đó làm căn bản để dẫn tới những hạnh khác phát sinh, chứ chẳng phải hạnh đầu cũng thông với tâm. Hạnh đầu chỉ thuyết minh về thân hạnh lìa ác, thân hạnh tu thiện, cho nên trong 4 hạnh đều nên nói về hai loại hữu và không hữu. Chỉ trong hạnh đầu nói về không hữu hạnh, theo lệ thì 3 hạnh kia cũng đều phải có đủ, cho nên trụ ở hai loại không và hữu, đó là tu tứ hạnh, vận dụng cả thân tâm. Về 4 tên gọi của pháp, pháp là quỹ trì, pháp là sở y, tam nghiệp, năng y. Hai thứ này đều là hạnh của sở hành. An có nghĩa là an xử, trụ tức là y trì, hành giả, năng hành an xử tam nghiệp. Y tứ hạnh gọi là an trụ tứ pháp, hoặc pháp có nghĩa là nhân. Đòi hỏi các Bồ Tát trước hết phải quan sát nhân. Pháp tam sự thể không rồi mới có thể thân lìa biểu hiện tà ác, ngữ hợp phép tắc chính thiện, diệt tư tưởng xiểm định dối lừa, khởi tâm tử bi, vân vân, dẹp được các ung nhọt của mình, liệt được lời chê bai phỉ báng của kẻ khác, đại giáo hoằng tuyên không ngưng, sinh nhiều lợi ích không sút. Đó là đại ý trong này vậy. Thêm nữa, phẩm pháp sư ở trước nói nhập như lai thất, tức là hạnh thứ tư, tâm đại tử bi. Ở đây mặc áo hỏa nhẫn của Như Lai, ngồi tòa pháp không của Như Lai. Đó tức là đệ nhất thông hạnh, diệt vọng tưởng ở cửa không, khởi chân tâm ở kho hữu, cho nên có thể thuần ngữ điều hòa mà thành lợi ích, tâm ý điều thuận mà đạo được viên thành. Đó là đường lối ở đây vậy. Kinh văn, một là tới diễn thuyết kinh này, tán rằng đây là giải thích thân hành, trong đó có 3 phần. Một, nêu ra hành xứ, thân cận xứ. 2. Biệt thích, giải thích riêng biệt. 3. Kết luận, đó là 5 câu tụng ở phần cuối. Có kinh bản là văn trường hà, nên lấy tụng làm chính. Đây là phần nêu. Xứ có nghĩa là xứ sở, tức là pháp trước đây là hành xứ, khả thân cận xứ mà các hành ba nghiệp y vào. Hành có nghĩa là du tức, vốn nghĩa là chơi, nghỉ. Đây chỉ việc buông bỏ của người tu hành, hoặc chỉ đạo lý. Như thế gian nói, người đi dạo chơi, nghỉ ngơi ở chỗ nào, ý nói đi đến trong đạo lý nào, là muốn nói người thuyết kinh trong mọi lúc tâm thường chơi nghỉ trong xứ sở này, hoặc an tâm định thần ở trong xứ sở đạo lý này, cho nên gọi là hành xứ. Thần có nghĩa là thân thiết giúp đỡ, cận có nghĩa là quen gần, xứ nghĩa giống như trước. Chốn mà thân tâm hành giả phải nên thân thiết gần gũi thì gọi là thân cận xứ. Hành nghĩa là chỉ hành vi bên trong, là hành để bồi dưỡng thân tâm. Thân cận nghĩa là ngoại cảnh, ngoại duyên, quen thuộc. Đó là khác biệt về thô tướng của hai loại này. Thân hành có thân, có sơ, có tổng, có biệt, cho nên chỉ đặt tên cho nó là thân cận xứ. Còn 3 hạnh kia thì chẳng thế, mà chỉ được gọi chung là an lạc hạnh. Kinh văn, văn thủ sư lợi tới hành xứ của Bồ Tát Maha Tát, tán rằng đây là biệt thích, trong đó chia làm 2 phần. Đầu tiên thuyết minh về hành xứ, sau đó thuyết minh về thân cận xứ. Hành xứ tức là nhân chung của tứ hạnh. Lúc khởi tứ hạnh phải y vào môn này mới hít khởi được. Hành xứ có 3, 1 hỏi, 2 giải thích, 3 kết, đây là phần đầu. Kinh văn, nếu Bồ Tát tới tâm cũng chẳng kinh, tán rằng dưới là giải thích, có 3 phần. Đầu tiên tu hữu hạnh, sau đó tu không hạnh, cuối cùng gạt bỏ cả 2 hạnh, đây là phần đầu. Nếu chỉ tu hữu hạnh, thì vì phi không cho nên vướng mắc ở sinh tử mà không chứng được gì. Nếu chỉ tu không hạnh thì vì phi hữu cho nên vướng mắc ở niết bàn mà không có lợi gì. Thật là hiển nhiên, nếu chẳng trụ ở quán hữu cũng chẳng trụ ở quán không thì đó là điều không giống với phàm phu và nhị thừa, mà giống với thực hành đạo bất trụ như trong kinh Vô Cấu Xương nói. Thêm nữa, nếu chỉ tu hữu hạnh thì vì phi không cho nên vọng tưởng sẽ vì thế mà càng tăng trưởng. Nếu chỉ tập không hạnh mà phi hữu thì chân tâm không có nhân và chẳng sinh, cho nên diệt vọng tưởng ở cửa không, khởi chân tâm trong kho hữu,
hữu không song quán mới thành trung đạo, đó tức là hành xứ ở đây. Hữu hạnh có bốn: một, trụ nhẫn nhục địa, ví như khi thuyết pháp dùng được oán hại, chịu được khổ sở bức bách, khế hợp được đế pháp. Hai, nhu hòa thiện thuận, thân tùy diệu hạnh, ngữ khởi lời hay, tâm không nghĩ ác, ngoài lìa thô khoáng, đó gọi là nhu hòa, trong thì khế hợp với tông chỉ huyền diệu, đó gọi là thiện thuận. Ba, mà chẳng thốt bạo, thốt là thốt nhiên, bạo là ngang ngược, mà chẳng thốt bạo là chọn chẳng thốt nhiên, ngang ngược phi lý. Các hành động thuộc về ba nghiệp thì chưa viên mãn hoàn thiện, cho nên mỗi khi nổi lên đều cần phải quan sát cẩn thận, điềm tĩnh suy nghĩ, dùng trí dẫn đường rồi sau mới phát ra. Thấy được thì tiến, biết khó thì lùi, đó gọi là chẳng thốt, chẳng thẳng thốt bột chộp. Giả sử có khởi lên tư tưởng gì cũng chẳng phi lý, đó gọi là chẳng bạo. Chữ đọc là thốt như thẳng thốt, còn viết là... Chữ này sách Ngọc Thiên nói là có hai âm tốt và tuất đều chẳng dùng ở đây. Sách Ngọc Thiên thẳng thốt viết là cũng dùng chữ. Chữ đọc là bạo, thời cổ viết là. 4. Tâm cũng chẳng kinh, khi nghe nghĩa lớn chưa từng được nghe, khi bị người khác cật vấn trái với tông chỉ chống đối lại mình. Đối với các thứ cũng giảng thân cận đánh chửi xa lánh, danh lợi uy thế lăng nhục xua đuổi bôi xấu ca ngợi, khen chê sướng khổ, đối với tất cả các thứ đó tâm đều yên định chẳng động, tâm cũng chẳng kinh. Cho nên có tụng rằng: chư Phật thường chơi ở thế gian, lợi lạc cho mọi loại hữu tình, tám pháp gió nóng tà phân biệt chẳng thể lay động gây trở ngại, cầu tổng quát trụ nhẫn nhục địa, ngôn ngữ thường nhu hòa khéo thuận, thân an mà chẳng thẳng thốt bột chộp, nội tâm cũng thường chẳng kinh sợ, ba nghiệp thuận theo lý này mà hành ở hữu. Thế thì Hoàng Dương kinh gì mà chẳng được? Nhẫn nhục gọi là địa, vì địa đất là cái mà các thứ dựa vào đó để sinh trưởng, vì nhẫn là điều kiện để điều thiện y vào đó mà sinh trưởng, cho nên được ví với địa. Thêm nữa nói rằng đặt tên theo dụ, khi tu hành nhẫn nhục thì nhẫn được như đất, dù thuận hay nghịch đều chẳng động, cho nên đào ngòi sâu mà đất chẳng giận, xây nhà cao mà đất chẳng yêu, gặp muôn vật đều chờ cả, theo hồ dùng đức lại càng lớn, bị đào bới vẫn tuôn suối ngọt, trồng cấy gì cũng không mong được biếu. Cho nên tu hành tam nhẫn thì được nêu danh là địa. Hãy nghiền ngẫm thật kỹ, như vậy đáng được gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát rồi đấy. Hoặc địa có nghĩa là vị, vì ở mọi ngôi vị đều luôn tu hành nhẫn. Kinh văn. Thêm nữa, đối với pháp tới như thực tướng, tán rằng đây là tu không hạnh. Hành nghĩa là phân biệt, chấp trước. Ừ pháp vô sở hành, đối với mọi pháp, chỉ thấy chúng sinh và pháp đều là không mà chẳng phân biệt, chấp trước là có. Nhì quán chữ pháp như thực tướng, mà quán tướng như thực của các pháp, nghĩa là đã quán ngã pháp cả hai đều không, tức là đã quán nhị không môn, lại quán Như Lai tạng tính của các pháp, chân lý của pháp, thể tướng như thực, thể của pháp, thể của ngã và pháp đều không có nên gọi là không. Còn Như Lai tạng thì gọi là không tính. Chẳng quán nhị không môn, chẳng thấy không chân tính, hai loại này cùng có tên là không quán. Kinh văn. Cũng chẳng hành, chẳng phân biệt, tán rằng trên đây là sở quán không hữu, sợ rằng sẽ bị vướng mắc ở trong không hữu, cho nên này gạt bỏ cả hai, có nghĩa là tuy quán không nhưng cũng chẳng vướng mắc chấp trước nơi không, tùy quán hữu nhưng cũng chẳng phân biệt vướng mắc chấp trước nơi hữu. Cần phải không trụ vào đâu cả mà quán biết rõ pháp, nếu có sở trụ thì chỉ là phi trụ. Cho nên dưới tụng rằng dẫu y vào nhân pháp cả hai đều là không mà lý giải hai loại này, luôn luôn là đối với pháp mà vô sở hành thu nhiếp về lý cũng không trái. Lại nữa, đối với pháp mà vô sở hành để quán các pháp là không, cho nên tụng nói chẳng tu hành các pháp thượng trung hạ hữu vi và vô vi, cũng chẳng hành chẳng phân biệt. Theo như thứ tự chẳng phân biệt chấp trước ngã và ngã sở mà quán chúng sinh là không, tụng nói cũng chẳng phân biệt là nam là nữ vân vân, do quán hai thứ ngã pháp này đều là không nên chứng được tính như thực của nhị không. Thêm nữa, đối với pháp mà vô sở hành có nghĩa là chẳng phân biệt chấp trước đối với pháp sở thuyết mà chỉ có quán thực tướng chân như, cũng chẳng hành, có nghĩa là chẳng phân biệt chấp trước cái ngã năng thuyết, cũng chẳng phân biệt người chuyển thụ với người được giáo hóa, tức quán ba sự, quán thể tính của hai loại pháp nhân là không, mà quán chân như thực tướng là hữu. Lại nữa, mọi pháp đều có hai mặt, một vọng, hai chân,
Đối với mặt vọng pháp thì nên vô sở hành để bỏ các vọng. Đối với chân tính của pháp thì cần thường xuyên quán sát để được chứng đạt. Tùy hành cái hạnh này cũng chẳng hành cái chân trí hạnh. Đối với việc quán thực tướng là hữu cũng chẳng hành cái tục trí hạnh. Đối với quán phân biệt thể tính các pháp là không. Cho nên kinh Bát Nhã nói nên vô sở hành mà hành, đó mới gọi là hành. Vì chẳng hành cho nên vô sở bất hành, vì chẳng phân biệt cho nên không có thứ gì chẳng phân biệt, chẳng hành chẳng phân biệt cho nên vọng viễn đều trừ. Vì không gì không hành không phân biệt cho nên đều đạt tới chân tế. Do sự song tu này chiếu soi phân biệt hết thảy. Đối với sự thì biết tính y tha, chủ nhẫn nhục địa. Đối với lý thì biết tính viên thành thực, quán như thực tướng, các kiến chấp về nhân, về pháp đều chiếu là không. Kinh văn đó gọi là Bồ Tát tới hành xứ, tán giảng, đây là kết luận. Kinh văn thế nào gọi là Bồ Tát tới thân cận xứ, tán giảng, dưới là thuyết minh về thân cận xứ, có hai phần. Một hỏi, hai giải thích, đây là hỏi. Kinh văn Bồ Tát tới trò biến hiện, tán giảng, dưới là giải thích, có hai phần. Phần đầu là lìa ngoại ác duyên bất khả thân cận xứ, ngược lại tỏ rõ chẳng lìa ngoại thiện duyên khả thân cận xứ, đó tức là nhân cảnh. Phần sau là ngoại quán chân pháp khả thân cận xứ, ngược lại tỏ rõ ngoại quán vọng pháp bất khả thân cận xứ, đó tức là pháp cảnh. Hai phần này ảnh hưởng lẫn nhau, thuyết minh cho nhau, tức chia làm hai. Như quán chân pháp nên chung cho các hạnh khác, vì dẫn chung cho cả bốn hạnh, nêu sơ hạnh chứng tỏ chẳng phải chỉ có sơ hạnh. Văn phần đầu có hai phần. A. Đầu tiên là giải thích, B. Sau đó là kết luận. Lìa các ác duyên, thoạt đầu tu giới hạnh, thường thích ngồi thiền, sau đó tu định hạnh, cuối cùng là thân cận xứ, quán không cảnh, vân vân mới tu tuệ hạnh. Văn phần đầu có 3, A. 4 câu đầu là một đoạn, B. 1 câu sau là một đoạn, C. 5 câu cuối là một đoạn. Trong đoạn đầu lại chia làm 2. Đầu tiên thuyết minh về lìa 4 ác duyên, sau đó thuyết minh về chẳng lìa thiện duyên. Trong này có 3 thứ phải lìa. 1. Tổn hại duyên, 2. Ác kiến duyên, 3. Hoại loạn duyên. Bồ Tát tuy là phổ hóa quần sinh, nhưng người mới tu hành phải nên có sự lựa chọn. Nếu chẳng phải là người tu học lâu thì cũng như vậy. Thêm nữa ở đây cho phép thuyết pháp dẫn đạo làm lợi lạc cho chúng sinh, nhưng chỉ được phép hòa quang, chẳng được tùy thuận đồng trần, chơi thân với cái xấu. Bởi vậy phải lìa các ác duyên trên. Ngăn đầu chẳng ngăn cuối, ngăn đầu chẳng ngăn dị, ngăn thuận chẳng ngăn nghịch. Cho phép giáo hóa, chẳng cho phép thần với, cho nên chẳng trái ngược với nhau. Nếu gần vua vân vân chỉ tự tăng thêm tổn hại như trong luật đã nói. Nếu vào cung vua thì có 10 lỗi, được ngồi cùng xe với vua Ngô thì vinh hiển một đời, nhưng vua Tần nhường vợ thì ngàn năm bị nhục. Ngoại đạo tà nhân thường dình các chỗ thiếu sót về pháp, cho nên luật không cho phép tự tay đem cho thức ăn, huống hồ lại còn thân cận. Ni kiền tử là ly hệ ngoại đạo, văn bút kinh thư là loại thơ ca, đó là văn, thuộc loại bia chí, đó là bút, thư là sách vở như chu lễ nói về lục ngạn, kinh như các loại thi thư dịch lễ nhạc xuân thu, loại thứ năm là lục thư chỉ tượng hình vân vân. Lục thư nói về cấu tạo sử dụng chữ Hán, thư là trước tác trên thẻ tre lụa vải vân vân, giải thích như trong âm này nêu loại đó Tây phương chẳng giống với ở đây. Lộ già ra đà, trước dịch là ác đáp đối nhân, đối đáp không tốt với người khác. Phiên âm đúng là lộ già dã đề ca, có nghĩa là thuận thế ngoại đạo. Nghịch lộ già dã đề ca, dịch là tả thuận thế ngoại đạo. Chấp trước trái với loại trên thì gọi là tả thuận thế. Một ở dưới, ý nói chung cho cả hai xứ trên, na la nghĩa là xăm mình, trò biến hiện, các trò ảo thuật, thế gian, vân vân. Chữ đọc là hung, đồng nghĩa với ác. Sách Ngọc Thiên nói chữ này là còn có âm, là cách, có nghĩa là sợ hãi. Này theo cách đọc đầu, có chỗ viết là có nghĩa là nguy hiểm, tội lỗi, ác hết mức. Kinh A Hàm nói, bậc trí giả thường lo như tù trong ngục, kẻ ngu si thường mừng vui, tựa như quang âm thiên. Người hay nô đùa như voi không móc, như lạc đà cho bò sứt mũi, có thể ngăn cấm chế ngự. Thêm nữa còn có kệ rằng, người đã cạo đầu mặc áo nhuộm, tay cầm bát sành đi khất thực, cớ sao ham thích thói cười đùa, đã không pháp lợi bất công đức, do vậy chẳng nên đánh đấm nhau. Chữ đọc là xoa, có nghĩa là đấm người khác. Còn có chỗ viết thành chữ quắc, chữ đọc là phốc, lẽ ra phải viết là
kinh văn lại chẳng thân cận tới các ác luật nghi, tán rằng đây là ác nghiệp duyên thứ tư. Triền Đà La có nghĩa là đồ tẻ, đó là bất luật nghi vậy. Phiên âm đúng là Triền Đà La ở phương Tây thì gọi là nghiêm xí. Chỉ các hạng làm các nghiệp ác tự mình ra oai bằng các biểu hiện đặc biệt như lắc chuông, cầm vỏ, vân vân. Trong kinh này nêu ra 6 loại, tạp tâm nêu ra 12 loại, đó là giết dê, nuôi gà, nuôi lợn, đánh bắt, đánh cá, bắt chim, thợ săn, làm giặc, đao phủ, cai ngục, cầu rồng, trúc long, giết chó, săn trộm. Kinh Niết Bàn nêu ra 16 loại, vì lợi mà mua bò dê lợn gà, vỗ cho béo rồi lại, vì lợi mà bán, vì lợi mà mua, mua rồi giết đi, đó là 8 loại đầu. Loại thứ 9 là câu cá, thứ 10 là thợ săn, thứ 11 là cướp đoạt, thứ 12 là đao phủ, thứ 13 là bắt chim, thứ 14 là nói hai lưỡi, thứ 15 là lính coi ngục, thứ 16 là chú long. Đối pháp quyển thứ 8 có 14 loại, đó là giết dê, nuôi lợn, bắt chim, bắt cá, săn hiêu, đặt lưới, bẫy thỏ, trộm cướp, đao phủ, hại bò, trói voi, lập đàn, chú long, cai ngục, vu oan giá họa, thiết gây tổn hại, vân vân. Ý văn trong đây nói rằng ý nghĩa của từ Triền Đà La rất rộng lớn, nặng nề. Vì gây ra tổn hại thực sự sâu nặng, kiếm lời, nuôi mạng suốt đời không dứt, các hạng đó đều gọi là bất luật nghi, cho nên gọi là thích gây tổn hại, vân vân. Mà kinh này gọi là các ác luật nghi. Chữ đọc là điền chỉ sự săn bắt chim muông, còn đọc là điện và có nghĩa là đất bằng phẳng. Ở đây dùng âm nghĩa đầu, có chỗ viết là có nghĩa là vì ruộng nương mà trừ hại. Chữ đọc là ngư chỉ việc đánh bắt cá, đúng ra phải viết là sách Ngọc Thư có chữ chỉ việc đánh cá, còn viết là có chỗ viết là, đó là viết sai. Kinh văn: những người như vậy tới không hy vọng gì, tán rằng đây là thuyết minh về chẳng lìa, cho phép hòa quang cùng chan hòa trong ánh sáng, để giáo dục họ chẳng cho phép đồng trần cùng nhau ở chỗ nhơ bẩn bụi bặm với họ, cho nên chẳng thân mật với họ. Kinh văn: lại chẳng thân cận tới không mong cầu gì, tán rằng đây là đoạn thứ hai, đầu tiên là lìa, sau là chẳng lìa. Loại ác nghiệp duyên thứ 5 là liệt hữu duyên, liệt hữu bạn kém cỏi. Kinh Niết Bàn nói Bồ Tát sợ hãi hạng nhị thừa như người tiếc mạng. Kinh Tịch Điều Âm Thiên Tử Vấn nói rằng Phật bảo Ngài Văn Thủ Sư Lợi rằng ví như có người đói khát gầy còm, thà nhịn đó nhịn khát chứ không bao giờ ăn những thức ăn tạp nham độc hại. Bồ Tát cũng thế, thà phạm các tội bùn xỉn, ghen ghét phá giới, ác khẩu, lười nhác, sa đoạn, trí niệm, vô trí, chứ không bao giờ mong cầu quả địa nhị thừa. Phật bảo Thiên Tử, nhưng người tham ăn phải chất độc của vị luân vương đó, cho nên hạng nhị thừa chỉ giới tinh tiến, đó tức là Bồ Tát phá giới, lười nhác, sa đoạn, cho nên chẳng nên thân cận hạng đó. Nếu có đến thuyết pháp cho họ, cũng chẳng mong sự thân mật lợi dưỡng cung kính của họ. Kinh văn: Văn Thủ Sư Lợi tới cho là thân mật hậu hỷ, tán rằng dưới là đoạn thứ 3. Đầu tiên là lìa các ác duyên, thứ 6 là trưởng nhiễm duyên, thứ 7 là phi khí duyên, thứ 8 là cơ ha duyên, thứ 9 là phi quỹ duyên, thứ 10 là tán loạn duyên. B. Sau đó là thuyết minh về tự hành, sự tu hành của bản thân trong năm thứ phải lìa nói trên. Văn ở đây có hai thứ, thứ 6 là trưởng nhiễm duyên và thứ 7 là phi khí duyên. Thập Tụng Luật nói rằng ví như món ăn của người quen ăn chín, hết thảy nữ nhân cũng giống như thế, họ khiến người ta yêu đương đắm đuối chẳng thể lìa bỏ. Trí Độ Luận nói gió mát vô hình còn bắt được, rắn có nọc độc còn chạm được, tâm của nữ nhân khó biết được, cầm gươm chống địch còn thắng được, giặc nữ hại người khó cấm được. Tứ Phần Luật nói hay đến nhà người tại gia luôn thì có 5 lỗi: 1. Luôn thấy nữ nhân; 2. Thấy luôn thì thân nhau; 3. Quá thân thì thành sảm sỡ; 4. Rồi sinh ra tư tưởng dâm dục; 5. Có khi bị chết, không chết thì cũng bị khổ não, cho nên cần phải lìa xa. 5 loại bất nam đó là hạng sinh tiện, trừ khử tật đố, bán nguyệt, quán sái. Do có 2 lỗi cho nên phiền não, do phân biệt giới tính nam nữ là tâm hành luôn luôn có mặt đồng thời với niệm phân biệt giới tính. Người tốt khó được, cho nên nếu chẳng loại, chẳng phải là loại pháp khí thì chẳng nên gần gũi thân cận. Kinh văn: chẳng riêng một mình vào nhà người khác, tới những chẳng thích cùng chung thầy. Tán rằng trong này có 3 thứ phải lìa xa, đó là các ác duyên thứ 8, cơ hà duyên, ác duyên chê bai mắng mỏ, thứ 9 là phi quỹ duyên, thứ 10 là tán loạn duyên,
Dù giảng luận nói nên lìa 14 cấu nghiệp tàng ẩn 6 phương sang 4 loại ác hữu, nhiếp thu 4 loại thiện hữu. Về lìa 14 cấu nghiệp, kinh Trường A Hàm nói: Thần ngữ ác nghiệp có 4, sát đạo, tà dâm, vọng ngữ, cũng dựa vào 4 thứ này mà làm các sự ác. Ác nhân có 4, đó là tham sân, nghi mạn, cũng nghi vào 4 thứ đó mà khởi ác nghiệp. Lìa 6 pháp tổn tài: 1. Tham rượu, 2. Cờ bạc, 3. Phóng đãng, 4. Đam mê kỹ nhạc, 5. Ác hữu làm tổn hại nhau, 6. Dần giả theo thuyết của họ. Trong 6 thứ này, mỗi thứ đều có 6 loại, như vậy gộp lại là 14 cấu nghiệp. Về tàng ẩn 6 phương, kinh Trường A Hàm nói rằng trong thành La Duyệt có người con của trưởng giả tên là Thiện Sinh, đã nhiều đời nối tiếp nhau, sáng sớm nào cũng vậy. Thiện Sinh đều lễ 6 phương để thần 6 phương phù hộ cho nghiệp nhà, khiến mọi việc như ý. Bỗng nhiên gặp Phật, sinh bèn hỏi có phép đó không? Phật đáp rằng có, nhưng chẳng giống với ngươi. Vì phép Phật thì cha mẹ là Đông Phương, sư trưởng là Nam Phương, vợ con là Tây Phương, tôi tớ là Hạ Phương, sa môn cao đức là Thượng Phương. Trong 6 phương ấy, mỗi phương đều có 5 sự, nên nói là thượng ẩn tàng trong 6 phương đó. Chẳng sinh kiêu mạn, khinh suất, tùy theo sở ứng, nếu biết chủ ở 6 phương đó cho nên gọi là ẩn tàng. Về ra 4 loại ác hữu, kinh Trường A Hàm nói: Một là loại như thân ác hữu, sợ mà phục mình, chứ thực ra không có ý thân. Hai là loại mỹ ngôn ác hữu, lời thuận ý chống. Ba là loại kính thuận ác hữu, tâm tùy kính thuận xong làm việc, việc làm dù thiện hay ác đều hùa theo, chứ không có tâm can gián lẫn nhau. Bốn là loại đồng sự ác hữu, làm bạn trong các sự ác, hoặc cùng nhau uống rượu, cờ bạc, dâm dật, ca múa, vân vân. Trong 4 loại này, mỗi loại có 4 hạng. Nói 4 loại trên là đáng ghét, cần phải lánh xa. Về nhiếp thu 4 loại thiện hữu, kinh Trường A Hàm nói: 1. Chỉ phi thiện hữu, bạn tốt ngăn mình làm việc sai, can ngăn nhau làm việc ác. 2. Tử mẫn thiện hữu, thương xót nhau khi gặp sự đau khổ. 3. Lợi nhân thiện hữu, cho nhau sự vui. 4. Đồng sự thiện hữu, cùng nhau làm sự thiện. Trong mỗi loại ấy lại đều có 4, đều rộng như thế, không thể dẫn nhiều. Kinh văn thường thích ngồi thiền tới sơ thân cận xứ, tán rằng đây là tu định hạnh, cùng kết luận thường lìa xa nơi ồn ảo huyên náo, ở rảnh một mình, dắt người sơ học nên tự mình tịnh trụ, dắt người học lâu, thân dẫu ở chỗ huyên náo nhưng tâm phải luôn luôn tĩnh. Về lý thực ra tứ hạnh, chư ác đều phải lìa, chư thiện đều phải tu. Hơn nữa khi bàn giảng kinh sẽ khơi gợi lên nhiều điều, cho nên thượng hạ văn chỉ thuyết về ác hạnh để khuyên tu tập, chứ chẳng phải chỉ cho phép như thế. Bởi vì tỳ kheo thuyết kinh đối với giới hạnh khác đều chỉ giữ đủ cả rồi, trên thuyết minh về nhân cảnh, dưới thuyết minh về pháp cảnh. Kinh văn lại nữa tới chẳng chuyển, tán rằng đây là thân cận xứ thứ hai học tuệ hạnh, trong có hai phần, phần đầu là dạy quán, phần sau là kết luận. Trong phần dạy quán, đầu tiên là không quán, sau đó là hiếu quán, đó là chân tục nhị đế quán. Không quán có 18 câu, gồm 3 phần giải thích. Phần giải thích thứ nhất, trong này chỉ quán biến kế sở chấp không, hiển lộ pháp nhất thể, chân như vô tướng. Hữu quán ở dưới mới dạy quán tục sự. Trong 18 câu chia làm 8 loại, đây có 2 loại. Loại 1, 3 câu đầu y vào 3 tính để hiển chân, do chân thể diệu tự tính khó biết cho nên y vào sự giải thích mà hiển lộ. Câu đầu y vào biến kế sở chấp vô để hiển nhân pháp đều không. Câu thứ 2 y vào viên thành thực tính. Câu thứ 3 y vào y tha khởi tính nhiễm pháp điên đảo để hiển chân, vì chân như tịnh pháp chẳng điên đảo. Loại 2, 3 câu tiếp theo y vào thường trụ để hiển chân. Hữu vi có 3 phẩm, trùng phẩm có thể thiên động, có thể theo hạ phẩm mà thoái bạ, có thể theo thượng phẩm mà tiến triển, vô vi thì chẳng thế. Kinh văn như hư không tới chẳng khởi, tán rằng đây là phần giải thích thứ hai có 3 loại. Loại 3, một câu lìa nhị đắc để hiển chân như, vì thái hư không không có tính năng đắc, sở đắc gọi gộp là nhị đắc. Loại 4, một câu nêu nội chứng để hiển chân như, vì danh tự ngôn ngữ chẳng đạt tới được, chỉ có trí chứng mà thôi. Loại 5, 3 câu phi hữu vi để hiển chân như, kinh Niết Bàn nói vì không có nhân duyên nên gọi là vô sinh, vì vô vi nên gọi là vô xuất, vì không tạo nghiệp nên gọi là vô tác, đó gọi là vô khởi,
thể chẳng phải là do nhân duyên sinh, chẳng phải là thể có từ trước, theo thà mới xuất cũng chẳng phải là mới khởi tác theo nghiệp. Kinh văn vô danh tới vô chướng tán rằng đây là phần chú thích thứ ba có ba loại. Loại 6, hai câu đầu là lìa thuyên chỉ, ý nghĩa được giải thích bằng ngôn ngữ để hiển chân vì không có danh tướng. Loại 7, một câu lìa vọng pháp để hiển chân vì không có vọng tướng năng thủ, sở thủ. Loại 8, bốn câu cuối nêu thể diệu để hiển chân. Kinh Đại Phẩm nói vì siêu tam thế vượt ba đời cho nên là vô lượng, vì vượt mười phương cho nên là vô biên. Lìa hoặc chướng phẩm gọi là vô ngại, lìa sở chi chướng phẩm gọi là vô chướng. Trong này tổng hiển pháp tính chân như, đó là như thực tướng, không chấp trước gì về nhân pháp, cũng chẳng phải là thể y tha điên đảo, thể tính thường trụ chẳng phải là do nhị đắc mà có được, cho nên chỉ là nội trí chứng chứ chẳng phải do nhân duyên tạo ra. Lìa danh, lìa nghĩa, lìa năng thủ, sở thủ chẳng phải là bao gồm trong ba đời mười phương, không có hai chướng hoặc trí. Nên dùng lý này mà quán chân tính, tức như trước đây đã nói, đối với pháp thì vô sở hành mà quán trừ pháp như thực tướng. Hoặc là ba câu đầu hiển lộ ngã như thực tính cho nên đại tự tại, ba câu kế nêu rõ thường vì không tiến thoái, bảy câu sau nêu rõ là vì vô sinh, năm câu chót nêu rõ về tịnh, vì lìa vọng tam thế thập phương vân vân. Do đối nhị tính cho nên thành tứ đức. Hoặc là 6 câu đầu là không hành cảnh, 5 câu sau là vô tướng hành cảnh, 7 câu cuối là vô nguyện hành cảnh, vì cùng với quán chân như mà khởi ba quán đó. Kinh văn chỉ do nhân duyên mà có tới nên nói, tán rằng đây là hữu quán. Trên kia quán nhất thiết pháp chân không để gây niềm hân hoan, đây quán nhất thiết pháp vọng hữu để sinh chán ghét. Chỉ cần đối với mọi pháp cảnh trong khắp cả tam giới, ngũ thú tứ sinh đều quán như vậy. Do nhân duyên mà có, từ nhị chướng đảo hoặc tứ đảo, thất đảo hoặc tâm loạn đảo mà sinh, cho nên nói là hữu, chứ chẳng phải là chân thực hữu, thật sự là có. Quán như vậy để ngầm sinh ra ý tưởng chán ghét, địa bỏ. Phật Tính Luận nói, ba thứ điên đảo gồm tưởng đảo, kiến đảo và tâm đảo là bỉ nhục tâm, vì ba thứ phiền não, vì chẳng thuận cho nên gọi là đảo. Kinh Nhân Vương nói, thế giới hư huyễn khởi lên, ví như hoa, hư không, như bóng, thực sự đều không có nhân duyên cho nên thành ra là có một cách giả dối. Nhiếp Luận cũng nói, loạn tướng cùng loạn thể nên cho đó là sắc thức và phi sắc thức. Nếu các thứ ấy đã không có thì các thứ khác cũng không có. Tâm gặp tục cảnh thì nên quán như vậy. Có lẽ trong cách giải thích này tiềm ẩn điều nghi nan, cho rằng hữu khó nói. Nếu tính không này ngôn ngữ không diễn tả nổi thì cớ sao lại nói là không? Đáp rằng do đối đãi với hữu pháp là cái hư vọng được sinh ra từ điên đảo đó mới nói là không tính, chẳng phải thể của không là hữu, vì không cũng không nốt. Trung Luận tụng rằng nếu đã có cái sở bất không thì hẳn phải có cái sở không. Cái sở không chẳng thể nắm bắt được, huống chi là nắm bắt được cái không. Do đây tức giải đáp rằng không cũng vô thể. Đây là y vào Tam Luận Tông chứ chẳng phải Trung Đạo Tông. Lại có cách giải thích rằng đây là đối đãi với pháp giả có do điên đảo sinh mà nói là không, chứ chẳng phải không là nhất định không. Nói nhân duyên có nghĩa là thuận theo nhân, dựa vào duyên mượn. Vô Cấu Sừng nói rằng pháp chẳng phải là có cũng chẳng phải là không, hết thảy đều đợi nhân duyên mà thành lập. Ý này nói thực ra chẳng phải là cái thể thực sự không có, mà chỉ là chẳng phải là cái thể nhất định không, vì chỉ trừ cái bệnh kia mà chẳng loại trừ pháp vậy. Kinh văn thường thích quán như vậy tới thân cận xứ thứ hai, tán rằng đây là kết luận. Kinh văn bấy giờ Thế Tôn tới cùng nhập thân cận xứ, tán rằng 27 tụng rưỡi đầu tụng về ý trên, trong chia làm hai phần. Phần đầu gồm 23 tụng, tụng về hai xứ trước, phần sau gồm 4 tụng rưỡi, tụng về đắc quả an lạc. Trong phần đầu lại chia làm hai, một tụng rưỡi đầu khuyến thị, 21 tụng rưỡi sau tụng về hai xứ trước. Đây là phần đầu. Kinh văn thường xa lìa quốc vương tới đều chớ có thân cận, tán rằng dưới tụng hai xứ chia làm ba phần. 13 tụng rưỡi đầu tụng về ngoại nhân cảnh hữu pháp nhị xứ, 2 tụng rưỡi sau tụng về sơ nội hữu không pháp hành xứ, 5 tụng rưỡi cuối tụng về ngoại chân pháp cảnh thân cận xứ. Trong trường hàng đầu tiên thuyết về hành xứ, sau đó thuyết về thân cận xứ.
trong thân cận xứ đầu tiên là lìa ngoại vọng hữu, sau đó là quán ngoại chân không. Nay tụng thì đầu tiên là lìa ngoại vọng thân cận xứ, sau đó mới thuyết minh về nội hành xứ, cuối cùng tụng về ngoại chân pháp thân cận xứ. Mới xem văn thế thì phần đầu tụng cả hai thứ hành xứ và thân cận xứ, văn kết luận cũng kết luận về cả hai. Tuy trong văn phần đầu không có lời văn về hành xứ, nhưng vì tụng nói rằng đối với âm duyên đó, trong tâm không hề sợ hãi, không hề hy vọng gì mà cứ thuyết pháp cho. Thế thì theo nghĩa mà xét, do nhu hòa và thiện thuận vân vân mới không sợ hãi, không hy vọng gì, đó gọi là hành xứ. Cho nên văn nêu cả hai, nhưng thực ra chỉ có thân cận xứ. 13 tụng rưỡi tụng về ngoại thân cận xứ, trong chia làm hai. 12 tụng rưỡi đầu thân cận xứ, một tụng cuối kết luận, phần đầu lại chia làm hai phần. 6 tụng rưỡi đầu tụng về lìa năm duyên, 6 tụng sau tụng về lìa bốn duyên, chẳng tụng về tám loạn duyên, phần đầu lại chia làm hai. 4 tụng rưỡi đầu tụng về lìa, 2 tụng sau tụng về chẳng lìa, đây là phần đầu. 1 tụng rưỡi đầu tụng về lìa bốn duyên, 1 là tổn hại, 2 là hoại loạn, 3 là ác nghiệp, 4 là ác kiến. 3 tụng sau tụng về lìa một duyên, đó là liệt hữu, bạn kém cỏi. Trước tách sau gộp cũng chẳng phải là tụng theo thứ tự. Kinh văn những hạng người như vậy tới mà thuyết pháp cho họ. Tán rằng đây là tụng về chẳng lìa vậy, do quán không quán hữu cho nên dừng được các vọng tưởng trong tâm, bởi vậy không sợ hãi, đó gọi là hành xứ. Kinh văn những cái quá cái trinh tới phải nhất tâm niệm Phật. Tán rằng sáu tụng này tụng về lìa bốn xứ, trưởng nhiễm phi khí, phi quỹ, cơ ha. Chê bài mắng mỏ, văn chia làm 5 phần. 1. Một tụng, 2 duyên trưởng nhiễm phi khí. 2. Hai tụng, trùng tụng ác nghiệp. Chữ đọc là khôi, có nghĩa là bậc thầy. Chữ đọc là khoái, có nghĩa là cắt thái nhỏ. Chữ đọc là huyễn, nghĩa là tự giới thiệu, khoe khoang phô trương về mình. Chào hàng. 3. Một tụng, trùng tụng về hoại loạn trưởng nhiễm. 4. Một tụng về phi quỹ. Chữ đọc là bình, có nghĩa là che chắn. Nếu có nghĩa là ẩn náu trốn tránh thì phải viết là và đọc là bính, còn có âm đọc là bình. 5. Một tụng về cơ ha, lý, năm nhà là lân, năm lân là lý là đơn vị dân cư có 25 nhà, lý nghĩa là thôn bản chòm xóm của tiếng Việt. Pháp cất thực có 13 loại. 1. Trụ chính giới, 2. Trụ chính uy nghi, 8. Y theo thứ tự, 9. Lìa tham, 5. Trụ chính niệm, 4. Trụ chính kiến, 3. Trụ chính niệm, 4. Trụ chính kiến, 5. Y theo pháp, 6. Y theo thời, 7. Y theo xứ, 10. Lìa thủ trước, 11. Lìa sân não, 12. Lìa thô thoáng, 13. Lìa tâm kiêu mạn. Trong này 4 loại đầu là trụ chính khất thực, 4 loại sau là trụ quỹ tắc, 5 loại cuối là xả phiền não. Nói rộng như trong kinh, khất thực có hai sự: A. Hành chính đạo để tự lợi, B. Thí xả đủ để lợi sinh. Người nhận người cho đều thành tựu lục độ, bởi vậy mà hành khất. Kinh An Lạc nói khất thực có 20 sự. Kinh Bảo Vân nói các thứ xin được trong khi khất thực đều chia làm 4 phần. 1. Một phần để dành cho người cùng phạm hạnh. 2. Một phần để cho trẻ con ăn mày nghèo khó kém cỏi. 3. Một phần để cho chúng sinh chân cạn dưới nước. 4. Một phần tự ăn. Xong trước khi ăn còn để cúng dường chư Phật cùng các hiển thánh. Sau đó ăn phần tự ăn, khi ăn phải nên suy nghĩ, có cảm tưởng như quỷ khoáng dã ăn thịt con, vân vân. Nguyện được pháp thân lìa các lỗi lầm, nhớ báo ơn thí chủ, nên có tư tưởng như vậy khi ăn. Lại như trong kinh Vô Cấu Xưng nói về việc khi ngài Đại Ca Diếp đến hỏi thăm về bệnh tật, Vô Cấu đã bảo ban cho. Kinh văn thế thì gọi tên là tới có thể an lạc thuyết. Tán rằng đây là kết luận, không sợ hãi gì, gọi là hành xứ. Lễ ác ngoại duyên đó gọi là cận xứ. Kinh văn mà lại cũng chẳng hành tới hành xứ của Bồ Tát. Tán rằng đây là tụng về hữu không pháp hành xứ. Một tụng đầu về pháp không, một tụng sau, một tụng rưỡi sau về sinh không. Trước kia thuyết về hai xứ, đó tức là hữu quán, còn tụng thì chẳng tụng về trụ nhẫn nhục, vân vân. Kinh văn tất cả các món pháp tới đó gọi là cận xứ. Tán rằng năm tụng rưỡi này tụng về ngoại chân pháp thân cận xứ chia làm 3 phần. Một tụng rưỡi đầu tụng về sinh pháp nhị không, lìa hữu vi vô vi trong 18 câu.
hai tụng sau tâm định như núi, hai tụng cuối loạn tụng về các câu khác. Nên biết những nghĩa tùy theo chỗ mà ứng dụng. Thỉnh văn, nếu có vị tỳ kheo tới cũng không hề khiếp nhược. Tán rằng đây là bốn tụng rưỡi thuyết minh về an lạc quả chia làm hai. Một tụng rưỡi đầu nêu lên, ba tụng sau giải thích. Liệt được lỗi lầm sai trái cho nên không khiếp. Khiếp có nghĩa là sợ, nhược là yếu kém, khiếp nhược là hay sợ hãi. Kinh văn, này văn thủ xứ Lợi tới tuyên thuyết kinh Pháp Hoa, tán rằng đây là kết luận. Kinh văn, này văn thủ xứ Lợi tới an lạc hạnh, tán rằng đây là mục thứ hai, chính ngữ hành có ba phần. Phần đầu tiêu khuyến nêu ra để khuyến khích, phần sau biệt thị bảo riêng, phần cuối năm tụng nêu bật an lạc quả. Đây là phần đầu. Kinh văn, nếu miệng tuyên thuyết tới tốt xấu hay dở, tán rằng dưới là biệt thị bảo riêng, trường hàng có hai phần, phần đầu nói về lìa ác, phần sau nói về tu thiện. Đó là đoạn từ vì khéo tu an lạc tâm như vậy trở xuống, phần đầu là lìa bảy ác, đây tức là bốn ác đầu. Trí Độ Luận nói, tướng của người thiện là chẳng tự khen chê mình, chẳng khen chê người hoặc chê bài pháp. Kinh Bách Dụ nói, như hai người đệ tử đấm bóp chân cho thầy, nếu họ chê bài nói xấu lẫn nhau thì sẽ khiến thầy bị tổn hại. Kinh Văn, đối với người thanh văn tới tâm oán hiểm, tán rằng đây là lìa ba lỗi, chữ đọc là oán không đọc thanh bình. Nếu như là oan trong từ oan khuất thì viết là, nếu là oan trong từ oan uổng thì viết là. Còn nếu là cỏ bị gãy gập tự cho lấy mình thì là uyển, cho nên chữ trong kinh này không có các âm nghĩa như thế. Chữ đọc là hiểm có nghĩa là chẳng bằng lòng, chẳng phải chỉ là lìa các điều ác về ngữ nghiệp như thế mà thôi. Tùy theo yếu chỉ trong kinh nên chỉ thuyết như thế, dưới đều theo như vậy mà hiểu, thuyết minh về điều thiện cũng thế. Kinh văn, vì khéo tu an lạc tâm như vậy tới nhất thiết trùng trí, tán rằng đây là tu thiện có ba ý, một thuận ý mà thuyết cho, hai đều dùng đại thừa, ba khiến cho đắc trùng trí. Kinh văn, bấy giờ Thế Tôn tới tùy theo câu hỏi mà giải thuyết, tán rằng 16 tụng rưỡi chia làm hai phần, 11 tụng rưỡi đầu tụng về những điều đã nói trước, 5 tụng sau tụng về an lạc quả. Tụng về những điều đã nói trước có 8 mục, đoạn văn này có 2 mục. 1. Một tụng về an tọa xứ, 2. Một tụng rưỡi về quý nghi, mặc áo mới sạch sẽ vì giặt rồi cho nên sạch. Chính Pháp Hoa nói, ăn mặc tịnh khiết, dưới đó lại nói trong ngoài đều thanh tịnh. Có bản viết là tân nhiễm mới nhuộm, đó là chép sai. Kinh văn, nếu có vị tỳ kheo tới vui vẻ mà thuyết cho, tán rằng đây là mục thứ ba, nếu gặp duyên tới thì hòa nhã mà thuyết cho. Kinh văn, nếu có người thắc mắc tới nhập vào nơi Phật đạo, tán rằng đây là mục thứ tư, vấn đáp, đã chứng đắc như thế thì khiến người khác cũng được lợi ích. Kinh văn, trừ tâm ý phóng dật tới đều khiến họ hoan hỉ, tán rằng một tụng đầu tụng về mục thứ năm tự trừ ác nhiễm, một tụng rưỡi tụng sau tụng về mục thứ sáu bảo cho điều sở thuyết, lãn đoạn là phóng dật, nghĩa khác với giải đãi lười nhác. Kinh văn, áo quần cùng ngoạ cụ tới là an lạc cúng dường, tán rằng một tụng đầu nói về mục thứ bảy tự mình chẳng mong cầu, một tụng rưỡi sau nói về mục thứ tám giải an tâm tưởng. Chí Độ Luận nói, đại tử Lân Mẫn vì đại chúng mà thuyết pháp, chứ chẳng phải là vì áo cơm danh tiếng thế lực. Vì là đại từ bi tâm thanh tịnh cho nên được vô sinh nhẫn. Như có bài tụng nói rằng, đa văn biện trí nói năng khéo, giỏi thuyết các pháp chuyển tâm người, mình chẳng như pháp hành chẳng đúng, ví như mây sấm mà chẳng mưa. Học rộng nghe nhiều có trí tuệ, nói năng vụng về không tiện xảo, chẳng thể hiền pháp, pháp bảo tạng, ví như không sấm cũng chẳng mưa. Chẳng học hỏi rộng không trí tuệ, chẳng thể thuyết pháp không diệu hạnh, pháp sư tội ấy không hổ thẹn, ví như mây nhỏ không sấm mưa. Đa văn quảng trí ngôn ngữ hay, khéo thuyết các pháp chuyển lòng người, hành pháp tâm chính không sợ gì, như mây sấm to đổ mưa lớn. Đại tướng thuyết pháp cầm gương pháp, soi tỏ Phật pháp trí tuệ tạng, chỉ tụng quảng tuyên nổi nhạc pháp, như thuyền giữa bè chở được hết. Lại như ông chúa gom các vị, thuyết như lời Phật theo ý Phật, giúp Phật tỏ pháp độ chúng sinh, pháp sư như vậy rất khó gặp. Được vào rừng trên đàn mà chỉ hái lá trên đàn, đã vào núi Thất Bảo mà lại lấy thủy tinh, có người nhập Phật pháp mà chẳng cầu niết bàn lạc, ngược lại đi cầu đợi dưỡng cúng giả,
đó đều là tự khi, tự rẻ rúng mình, cho nên khiến họ chẳng mong cầu lợi dưỡng mà thuyết pháp cho họ. Kinh văn, sau khi ta diệt độ tới, nói cũng chẳng thể hết. Tán rằng đây là năm tụng về quả an lạc, chia làm ba phần. Một tụng nêu lên, hai tụng lìa ác, hai tụng được thiện. Kinh văn, lại nữa văn thủ sư lợi tới tìm điều hay dở của họ. Tán rằng đây là mục thứ ba ý lìa chư ác tự lợi hạnh. Trong trường hàng có hai phần. Một chỉ rõ về hạnh, hai chỉ rõ về quả. Chỉ rõ về hạnh có hai phần. Phần đầu dạy lìa ác, phần sau dạy tu thiện. Đó là đoạn từ nên đối với hết thảy chúng sinh trở xuống. Lìa ác có bốn hạnh, đây là hai hạnh đầu. Hạnh đầu tiên có ba mục, cộng thêm ý nghiệp. Một, lìa thói ghen ghét. Hai, lìa xiểm định, quắt quéo. Ba, lìa thói lừa dối. Hạnh thứ hai, chẳng chê bai nhau. Đây đều là ngữ nghiệp. Kinh văn, nếu tỷ kheo tới có sự cạnh tranh, tán rằng đây là hai hạnh cuối của bốn hạnh lìa ác. Một, chẳng gây phiền não cho người khác, bất não tha. Hai, chẳng hí luận. Chữ có âm là tranh, có nghĩa là giành giật, tranh đấu, cả hai nghĩa đều được. Kinh văn, nên đối với hết thảy tới cũng đừng thuyết nhiều. Tán giảng tu thiện có ba việc. Một, tu ý nghiệp, trụ trong tam tưởng. Hai, tu thân nghiệp, cung kính lễ bái. Ba, tu ngữ nghiệp, bình đẳng thuyết pháp, nói ít, nói thận trọng. Kinh văn, văn thủ sư lợi tới tôn trọng tán thán. Tán giảng trong an lạc quả có bốn thứ. Một, không não loạn. Ba, được đại chúng nghe. Hai, được thiện hữu. Bốn, chuyển nhập pháp. Bốn quả này đều tương ứng với hạnh trước, sợ văn dườm già nên lược đi chẳng nói. Kinh văn, bấy giờ Thế Tôn tới rằng ngươi chẳng thành Phật. Tán rằng đây là sáu tụng chia làm ba phần. Hai tụng đầu nói về lìa ác, ba tụng sau nói về tu thiện. Một tụng cuối là khuyến tu, đây là phần đầu. Một tụng đầu lìa bảy điều ác bằng đức chất phát thẳng thắn. Một tụng sau lìa ba lỗi để truyền thụ. Chữ ngụy có nghĩa là dối trá chẳng thật. Chữ đọc là miệt, thuyết văn giải thích là khinh rẻ. Thiết vận giải thích là vô không, nếu là khinh rẻ thì coi như không có, cho nên gọi là khinh miệt. Kinh văn, Phật tử đó thuyết pháp tới, thuyết pháp không chướng ngại. Tán rằng, nói rõ tu thiện có ba điều. Một tụng đầu đối với chúng sinh thì tu tứ hạnh, một tụng sau kính Bồ Tát, một tụng cuối đối với Phật thì nảy ra cảm tưởng coi như cha. Kinh văn, pháp thứ ba như vậy, tới vô lượng chúng tôn kính. Tán rằng, đây là khuyến tu. Kinh văn, thêm nữa văn thủ sư lợi, tới sinh tâm đại bi. Tán rằng, đây là hạnh thứ tư, tâm tu trừ thiện lợi tha hạnh. Trong trường hàng chia ra làm ba phần. Phần đầu thuyết minh về hành pháp, phần sau đoạn tử văn thủ sư lợi là Bồ Tát, trở xuống thuyết minh về an lạc quả. Phần cuối, đoạn tử ở vô lượng nước trở xuống, tán thán kinh thắng diệu. Phần đầu có hai mục, đầu tiên dạy về từ bi, sau đó dạy về tác niệm. Đây là mục đầu, hành pháp duyên từ, muốn cho pháp lạc, cho nên đối với tại gia xuất gia đều khởi từ. Đó là ở trong chủng tính Bồ Tát mà khởi niệm, chẳng sợ nỗi khổ sinh tử. Cho nên khởi bi tâm với các hạng chẳng phải là Bồ Tát, có nhiều nỗi sợ khổ đó là các hạng, nhất xiển đề, nhị thừa, vân vân. Hành chúng sinh duyên bi và pháp duyên bi. Kỳ thực là vận dụng cả hai loại từ và bi, nay chỉ căn cứ vào thứ tăng thượng, như vậy thì cũng chẳng trái ngược nhau. Kinh Hoa Nghiêm nói Phật tử Bồ Tát có 10 loại đại bi thường quán chúng sinh. Một, quán họ không nơi quy y. Hai, quán họ theo đuổi tà đạo. Ba, quán họ tham không thiện căn. Bốn, quán họ ngủ lâu trong cõi sinh tử. Năm, quán họ hành pháp bất thiện. Sáu, quán họ bị dợ dục trói buộc. Bảy, quán họ tại biển sinh tử. Tám, bệnh hoạn lâu ngày. 9. Không muốn thiện pháp. 10. Mất các Phật pháp. Kinh văn, nên quan niệm, tác niệm như vậy, tới chẳng tin, chẳng hiểu. Tán giảng dưới là dạy cho cách quan niệm có hai phần. Đầu tiên là quan niệm về tướng hôn mê, sau đó quan niệm về sự hóa đạo của Phật. Đây là phần đầu, mất phương tiện của Như Lai, tùy nghi mà thuyết pháp. Tức kinh Pháp Hoa khai thị về xưa kia, thuyết tam thừa để dẫn dắt tiểu thừa, còn ngày nay thì thuyết minh về một Phật thừa chân thực duy nhất để hóa đạo đại thừa. Chẳng gần thiện hữu, tai chẳng từng nghe, tâm chẳng từng biết, chẳng tự giác ngộ, lại chẳng hỏi người khác, dù có được nghe cũng chẳng tin, dẫu có tin cũng chẳng hiểu, đó là tướng hôn mê. Kinh văn, người đó tuy chẳng hỏi tới trụ trong pháp này. Tán rằng đây là quan niệm về sự hóa đạo của Phật.
Ý nói người được giáo hóa này tuy chẳng hỏi vân vân. Sau này người đó trụ ở cửu địa hoặc là thất địa hoặc là phàm thánh địa hoặc bất cứ địa vực phương nào. Ta thành Phật rồi ắt sẽ dẫn đạo người ấy trụ trong pháp đại thừa. Kinh văn, Phật thủ sư lợi tới không có lỗi lầm. Tán rằng dưới là thuyết minh về quả an lạc chia làm hai phần. Phần đầu nêu chung không có lỗi lầm, liệt được các sự nguy hiểm sợ hãi. Phần sau nói rõ có sự chứng đắc thắng quả an lạc. Đây là phần đầu. Kinh văn, thường được tỳ kheo tới đều được hoan hỷ. Tán rằng giới là thuyết minh về có sự chứng đắc được thắng quả an lạc có hai phần. Phần đầu nói rõ được ba đức. Phần sau giải thích lý do. Đây là phần đầu. Một, được danh lợi. Hai, chư thiên theo hầu. Ba, có người hỏi điều thắc mắc thì khiến họ được hoan hỷ. Kinh văn, sở dĩ như vậy là vì sao? Tới vì được thần lực của chư Phật gia hộ. Tán rằng đây là giải thích lý do nghĩa sâu cho nên Phật gia hộ. Nhờ Phật gia hộ cho nên có sự chứng đắc. Kinh văn, Phần thủ sư lợi tới thụ trì đọc tụng. Tán rằng dưới là tán thán kinh thắng diệu có hai phần. Phần đầu nêu lên sự thắng diệu, phần sau là dụ hợp thành. Đây là phần đầu. Kinh văn, Văn thủ sư lại tới hàng phổ các nước. Tán rằng dưới là thuyết minh về dụ hợp thành có hai phần. Phần đầu là dụ pháp hợp thuyết về việc xưa kia truyền thụ cho phương tiện quyền nghi. Phần sau là dụ pháp hợp thuyết về việc thi hành giáo hóa chân thực duy nhất Phật thừa. Đó là đoạn từ như chuyển Luân Vương, thấy các binh chúng có công lớn trở xuống. Và phần đầu lại có hai mục. Mục đầu là dụ thuyết, mục sau là hợp thuyết. Trong dụ có 5 phần. Một, dụ về pháp vương thi hành hóa đạo. Hai, dụ về các ma chống đối. Ba, dụ về bậc thánh, hàng phục, diệt trừ. Bốn, dụ về việc tùy theo công đức mà truyền đạo cho. Năm, dụ về việc cuối cùng ban cho kinh này. Đây là phần đầu. Cường lực có nghĩa là thắng được sinh tử. Luân vương có bốn loại như trong du giả đã nói. A, kim luân thì giặc nghe hơi đã phải quy thuận theo sự giáo hóa. B, ngân luân thì phái sứ giả đến giặc mới chịu hàng. C, đồng luân thì phải ra oai giặc mới chịu phục. Đề thiết luân thì phải vung giáo mới bình định được. Các dụng ấy lần lượt ví với pháp thân, tự thụ dụng thân, tha thụ dụng thân và hóa thân. Ở đây là hóa Phật giáo hóa hạng nhị thừa, cho nên lấy thiết luân vương khởi binh đánh làm thí dụ. Vì thế chỉ thần thông trí tuệ, các nước chỉ sinh tử nghiệp hoặc hàng phục, ở đây có nghĩa là đoạn diệt. Kinh văn, mà các tiểu vương chẳng thuận theo mệnh lệnh của vị ấy. Tán rằng đây là dụ về các ma chống lại. Ba loại ma phân đoạn, biến dịch sinh tử, phiền não chướng và sở chi chướng cùng thị hiện thành thiên ma, vân vân. Đó gọi là các tiểu vương. Các ma chống lại sự giáo hóa của Phật có thể trừ đoạn, đó gọi là chẳng thuận theo mệnh lệnh. Kinh văn, bây giờ chuyển Luân Vương tới mà đi đánh dẹp. Tán rằng đây là dụ về bậc thánh phục trừ. Bốn loại binh chủng, tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh gọi là chủng chủng binh, là dụ vì với thành văn duyên giác mỗi thừa đều có các hạng hữu học, phạm thánh, khiến họ bị phục đọa, đó gọi là đi đánh dẹp. Kinh văn, vua thấy binh chúng tới liền rất hoan hỉ. Tán rằng đây là dụ về tùy theo công đức mà truyền đạo cho có hai phần. Phần đầu hoan hỉ, phần sau ban thưởng. Đây là phần đầu. Trừ đoạn được loại tam ma là hoặc chướng cùng phân đoạn sinh tử và ba loại con ma là thiên ma chẳng phục cùng sở chi chướng phẩm thì gọi là đánh nhau có công, thuận tòng đúng với Phật tâm cho nên rất hoan hỷ. Kinh văn, tùy theo công lao mà ban thưởng tới nô tỳ nhân dân. Tán rằng đây là ban thưởng có ba phần. Phần đầu dụ về công đức vô vi vì trong hợp thuyết nói là ban cho thành niết bàn. Phần sau dụ về hạnh đức hiếu vi, nội tại, ngũ căn, ngũ lực, vân vân. Phần cuối dụ về quả đức sai biệt, thiền định, giải thoát, vân vân. Mỗi phần theo thứ tự bắt đầu bằng chữ hoặc trong kinh văn, tướng chung phối ứng với dụ như sau. Một, hoặc giữ điển trạch tụ lạc thành ấp, đoạn đức, lý sinh không ví như ruộng, điển. Chúng sinh tất cánh không ví như nhà, cửa, trạch. Trạch diệt trong nhân ví như thôn xóm tụ lạc. Vừa học quả mãn trạch diệt niết bàn ví như thành ấp. Hai, hoặc giữ y phục, nghiêm thân chi cụ. Tàm quý nhẫn nhục ví như áo quần, ngũ phần, pháp thân, lục hàng trụ ví với đồ trang sức, nghiêm cụ. Ba, hoặc giữ chủng chủng chân bảo, nô tỳ nhân dân, thiền định giải thoát ví với các loại châu báu, thất thánh đài ví với vàng bạc, tục thông ví với voi ngựa xe cổ, trí sinh không ví với nô đầy tớ trai. Vì để sai kiến trước mắt,
Bát thắng xứ ví với tỳ đẩy tớ gái vì là thắng phục sở duyên. Thập biến xứ ví với nhân dân vì đẩy rẫy khắp nơi. Kinh văn chỉ có hạt minh châu trong búi tóc tới ắt rất kinh ngạc, tán rằng đây là dụ về việc cuối cùng Phật giã ban cho đại thừa. Minh châu tức là pháp hoa đại thừa, đó là thứ mà Đức Phật giữ trong tâm, trong đầu, cho nên nói là trong búi tóc. Thấy công còn nhỏ, trước đoạn trừ được bốn ma của trí chướng, trước hội pháp hoa vẫn trụ ở quyền trí, nên trường thuyết cho kinh này, cho nên nói là chẳng đem cho. Quyến thuộc của vua chỉ đại Bồ Tát ắt rất kinh ngạc, thấy chẳng thuận cơ mà lại thuyết diệu pháp, cho nên sinh ra nghi ngờ kinh ngạc. Kinh văn, văn thủ sư lợi tới làm vua ở ba cõi, tán rằng dưới là hợp thuyết cũng có năm, đây là hợp thuyết về pháp vương thi hành giáo hóa. Kinh văn, mà các ma vương chẳng chịu thuận phục, tán rằng đây là hợp thuyết về các ma chống lại. Kinh văn, các tướng hiển thánh của Như Lai tới cùng đánh nhau với chúng, tán rằng đây là hợp thuyết về bậc thánh hàng phục diệt trừ. Kinh văn, những người có công tới khiến đều hoan hỷ, tán rằng đây là hợp thuyết việc tùy theo công đức mà truyền đạo cho, đầu tiên là hoan hỷ, sau đó là ban cho. Thiền định vân vân là hợp thuyết về hai phần cuối của ba phần, bắt đầu bằng chữ hoặc trong kinh văn. Thành Niết Bàn là hợp thuyết về phần đầu bắt đầu bằng chữ hoặc, cứ theo dụ trước mà phối ứng thì nghĩa có thể biết được. Kinh văn, mà chẳng thuyết cho kinh pháp hoa này, tán rằng đây là hợp thuyết về việc cuối cùng ban cho kinh này. Kinh văn, văn thủ sư lợi tới mà nay ban cho, tán rằng dưới là dụ và pháp hợp thuyết về việc ngày nay thi hành thực giáo có hai phần. Phần đầu là pháp hợp thuyết nay cho thực thừa, tức là chữa trị cho hạng tăng thượng mạng thứ 6, tức là hạng người gom góp công đức. Phần sau là dụ hợp thuyết về phát khởi cái đệ nhất, tức là thuyết vô thượng trong 10 thứ vô thượng. Phần phần đầu chia làm hai, phần đầu là dụ, sau là hợp, đây là phần đầu. Các binh chúng chỉ thập địa Bồ Tát, vì các vị này đã thực sự phá bốn ma, phá phân đoạn, đã có chút ít khả năng phá được bốn ma biến dịch thì thuyết cho kinh vô lượng nghĩa, cũng gọi là diệu pháp biến hoa. Bậc thánh nhị thừa tùy theo sở ứng phá được toàn bộ hoặc phá được một phần ba ma phân đoạn thì ác sẽ có thể phá được bốn ma biến dịch, và phát tâm mong cầu đại thừa thì sẽ ắt sẽ phá được. Nhiều quần tướng thế gian nếu công trạng vẫn còn bé thì đại lúc họ lập công lớn mới ban thưởng để khích lệ cho ý chí của họ thêm kiêu hùng. Nhưng ban cho trước khi có công lớn thì mục đích là để khích lệ tâm tiến thủ của họ, cho nên thuyết cho kinh này. Nghĩa là đối với hạng chưa nhập ngôi thập địa thì tạm ban cho Minh Châu, sau khi nhập thập địa rồi phá được một phần bốn ma biến dịch rồi mới ban cho thẻ Minh Châu. Kinh văn, Như Lai cũng lại tới cũng rất hoan hỷ, tán rằng dưới là hợp thuyết có hai phần. Phần đầu là hoan hỷ, phần sau là ban cho, đây là phần đầu. Phần này nói rõ đã phá được bốn ma phần đoạn rồi, lại khởi đại tâm, tức tâm đại thừa, sẽ phá biến dịch, có công huân lớn, cho nên Phật hoan hỷ mà ban cho kinh pháp hoa này. Chẳng phải là hết thảy những ai chỉ phá được bốn ma phần đoạn, nhưng chẳng phát đại tâm sẽ phá bốn ma biến dịch, đều gọi là người có công huân lớn và đều được ban cho kinh này. Vì hạng thanh văn thú tịch thì chẳng cho kinh này, còn hạng thoái tâm hữu học thì được cho kinh này. Hoặc này chỉ căn cứ vào hạng vô học thoái tâm nhị thừa đã phá được bốn ma phân đoạn thì gọi là công huân lớn. Chẳng nói đến hạng thú tịch, bốn ma có hai loại, một phân đoạn, hai biến dịch. Như trong trường phá ma đã nói, này nói theo loại quan trọng, thể tính ba ma phân đoạn có thể biết rõ. Dục giới đệ lục tha hóa thiên tử gọi là thiên ma, ba ma biến dịch về lý cũng có thể biết được. Các vị đại Bồ Tát từ bát địa trở lên thì hiện thành thiên ma. Cho nên kinh Vô Cấu Xưng nói thì hiện thành ma vương phần nhiều là các vị Bồ Tát giải thoát bất khả tư nghỉ. Vì chỉ có long tượng mới có thể tranh chiến với long tượng như trước kia đã nói. Xong các vị đó ngôi dáng lúc dáng chẳng giống nhau, cứ theo lý mà giải thích. Nay căn cứ vào điều mà kinh Đại Tập nói là biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo theo đúng thứ tự hoại được bốn thứ ma là uẩn phiền não tử cùng thiên ma. Này theo như thứ tự quán hữu lậu đều là khổ, các hành vô thường, các pháp vô ngã, niết bàn tịch tĩnh. Theo đúng thứ tự hoại bốn thứ ma là uẩn phiền não tử cùng với thiên ma. Này theo thứ tự quán không vô tướng vô nguyện đủ ba thứ ấy rồi thì hồi hướng bồ đề theo như thứ tự mà hoại bốn ma. Lại theo thứ tự quán thân thủ tâm pháp, theo như thứ tự mà hoại bốn ma. Trí độ luận nói, Bồ Tát đắc đạo cho nên phá phiền não ma, đắc pháp tính thân cho nên phá được uẩn ma,
đắc đạo và đắc pháp tính thân cho nên phá được tử ma, thường nhất tâm nhập bất động tác muội cho nên phá được thiên ma. Kinh văn: kinh Pháp Hoa này tới mà nay thuyết kinh, tán rằng đây là nói rõ việc Phật ban cho kinh này. Kinh này là nhân để thành Phật, nhiều kẻ oán thán phỉ báng mà nay đem cho, ví như cởi hạt minh châu ra mà cho. Kinh văn: văn thủ sư lợi tới nay mới cho họ, tán rằng đây là dụ hợp thuyết về việc nay cho thứ đệ nhất, đó tức là thuyết vô thượng có hai phần. Phần đầu lý sở thuyên cao nhất cho nên đắc vô thượng, phần sau giáo năng thuyên, đây là phần đầu. Kinh văn: văn thủ sư lợi tới mà phô diễn ra, tán rằng phần này là giáo năng thuyên cao nhất cho nên vô thượng. Kinh văn: bây giờ Thế Tôn tới kinh mà Phật tán thán, tán rằng đây là hợp thuyết 14 tụng rưỡi đầu tụng về hạnh thứ tư trong chia làm hai phần, 4 tụng đầu tụng về hạnh an lạc, 10 tụng rưỡi sau tụng về thắng đức của kinh này. Văn phần đầu chia làm hai mục, một tụng đầu nêu chung, 3 tụng sau tụng riêng. Đây là mục đầu, ai có nghĩa là tử mẫn, có nghĩa như bi. Kinh văn: thời mặt thế sau này tới khiến chủ trong đó, tán rằng đây là 3 tụng tụng riêng, một tụng một câu tụng về khởi tử bi, một tụng 3 câu tụng về khởi tử niệm. Kinh văn: ví như vua chuyển luân tới ban minh châu cho hắn, tán rằng dưới là 10 tụng rưỡi tụng về sự thắng diệu của kinh này, trong có hai phần, một tụng đầu là dụ thuyết, 6 tụng rưỡi sau là hợp thuyết. Đây là phần đầu, 3 tụng đầu dụ thuyết về quyền, một tụng sau dụ thuyết về thực. Quyền có 3 dụ, 1 vua, 2 công, 3 ban thưởng. Kinh văn: Như Lai cũng như thế tới thuyết các kinh này, tán rằng dưới là 6 tụng rưỡi tụng về hợp thuyết trong chia làm hai phần, 3 tụng rưỡi đầu tụng về hợp thuyết xưa là quyền, 3 tụng sau tụng về hợp thuyết nay là thực. Đây là phần đầu, đây cũng chỉ có 3, 1 tụng rưỡi pháp vương, 1 tụng công, 1 tụng ban thưởng. Thuyết các kinh điển đó chỉ thuyết các kinh từ hội này trở về trước. Kinh văn: đã biết chúng sinh đó tới nên thuyết cho các ngươi, tán rằng đây là hợp thuyết về nay là thực, có hai phần, một tụng rưỡi tụng về hợp thuyết nay là thực, một tụng rưỡi tụng về hợp thuyết cho pháp đệ nhất. Kinh văn: sau khi ta diệt độ tới 4 pháp trên như vậy, tán rằng đây là đoạn thứ 3 kết thành 4 hạnh. Kinh văn: người đọc tụng kinh này tới như mặt trời soi rọi, tán rằng dưới có 21 tụng rưỡi, đó là đoạn lớn thứ 2 thuyết minh về quả an lạc nói chung. Trong chia làm 3 phần, 4 tụng rưỡi đầu thuyết minh về quả khi thức giấc, 16 tụng sau thuyết minh về quả trong mộng, 1 tụng cuối kết luận về quả trước, đây là phần đầu, 1 tụng rưỡi tự thể không có 6 điều ác, 1 tụng chúng sinh kính mộ thiên làm tối tớ, 1 tụng 3 ác bên ngoài chẳng xâm hại, 1 tụng vô ý thông minh. Kinh văn: nếu ở trong chiêm bao tới mà thuyết pháp cho họ, tán rằng dưới là quả trong mộng chia làm 5 phần, đây là văn của 2 phần đầu. Một tụng rưỡi đầu thấy Phật, một tụng rưỡi sau thấy tự mình thuyết pháp. Kinh văn: lại thấy các đức Phật tới mà chắp tay nghe pháp, tán rằng 6 tụng rưỡi này tụng về việc thấy Phật thụ ký trong chia làm 4 phần, một tụng rưỡi thấy Phật thuyết pháp, 2 tụng thân được chứng ngộ, một tụng nêu lên thụ ký, 2 tụng chính thức truyền thụ. Kinh văn: lại thấy tự thân mình tới thường có mộng đẹp này, tán rằng 2 tụng rưỡi này nói về thấy bản thân tịch tĩnh tu hành thấy Phật. Kinh văn: lại mộng làm quốc vương tới như khói hết đèn tắt, tán rằng 4 tụng rưỡi này nói về việc thấy bản thân xả bỏ cõi tục thành đạo chia làm 4 mục: A. Một tụng thấy tu hành, B. Một tụng thành đạo, C. Một tụng rưỡi lợi sinh, D. Nửa tụng nhập diệt. Kinh văn: nên trong ác thế sau tới các công đức như trên, tán rằng đây là kết luận về quả trước. Kinh Pháp Hoa Huyền Tán quyển thứ 9 phần trước đã xong. Ngày 21 tháng Chạp năm Bảo An thứ 3, dùng bản của Viên Như Phòng chùa Hưng Phúc di điểm xong, sư tăng giác chùa Pháp Long đem in để cho pháp truyền lâu đặng vãng sinh cực lạc. Mọi bản đều là điểm bản, có dùng chữ son ở dưới là bản mượn danh mọi nơi.